Ngọc Trinh và Giàng Sao Việt quẩy tân đường phố Đức trước show diễn 12 tỷ đồng. Sau khi đặt chân đến nước Đức, các người đẹp tham gia đêm hội chân dài 11 đã đến thăm các địa danh nổi tiếng tại Berlin bằng siêu xe. Khi đặt chân đến thủ đô nước Đức, Ngọc Trinh cùng Giàng Sao Việt đã có những khoảnh khắc vui đùa hết mức khi tham quan những địa danh nổi tiếng tại Berlin. Sau đó, tất cả các nghệ sĩ tham gia đêm hội chân dài 11 đã cùng nhau tập luyện chuẩn bị cho chương trình diễn ra vào tối 10 tháng 6. Đêm hội chân dài 11 tại Berlin của Đức là show diễn được khán giả châu Âu rất mong đợi vì quy tụ những ca sĩ hàng đầu sở hữu lượng fan lớn nhất nhì showbiz. Nữ hoàng nội y rạng rỡ bên cạnh dàn chân dài, ông bầu Khắc Tiệp luôn sát cánh để hộ tống các người đẹp. Kim Chi The Face Việt Nam mùa đầu tiên cũng tham gia đêm hội chân dài 11. Thái Hà, Ngọc Trinh và Quỳnh Thư, Diệu Hiền. MC Phan Anh hào hứng khi tới thăm cổng thành Berlin. Lâu rồi xuất hiện nhưng Thái Hà vô cùng tươi tắn và rạng rỡ. Diễn viên Quỳnh Thư, Quỳnh Hương, em út Venus có nhiều điểm giống Ngọc Trinh. Ông bầu Vũ Khắc Tiệp cho biết chương trình được đầu tư lên đến 12 tỷ đồng. Xuất hiện tình tứ hậu chia tay, sự cao thượng trong tình yêu hay chiêu trò PA. Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La, Huỳnh Anh, Hoàng Oanh là những cặp chia tay nhưng vẫn khiến khán giả bất ngờ khi tình tứ xuất hiện cùng nhau. Vào ngày 5 tháng 6, cả showbiz Việt xôn xao trước thông tin Hoàng Oanh và Huỳnh Anh đường ai nấy đi. Sau khi Huỳnh Anh đăng tải một dòng trạng thái lên trang cá nhân Instagram khẳng định đang độc thân, và phía Hoàng Oanh cũng ngầm khẳng định đã chia tay Huỳnh Anh bằng một dòng trạng thái lên trang cá nhân tối ngày 5 tháng 6. Trong khi khán giả chưa hết tiếc nuối cho sự tan vỡ của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, thì hình ảnh Huỳnh Anh và Hoàng Oanh cùng nhau tình tứ đi dự một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh sau 2 ngày tuyên bố chia tay khiến nhiều người tại đây vô cùng bất ngờ. Bởi làng giải trí Việt xưa nay, sau mỗi cuộc chia tay của nghệ sĩ là muôn vàn câu chuyện vặt mạch nhau trên báo chí. Nghiễm nhiên, tên tuổi của nghệ sĩ trong vụ đổ vỡ được truyền thông quan tâm, nhưng sự hiện diện tình cảm của Huỳnh Anh và Hoàng Oanh đi ngược lại với câu chuyện xưa nay trong showbiz như một cách ứng xử lạ. Với truyền thông, họ được săn đón nhiều hơn bao giờ hết. Hoàng Oanh và Huỳnh Anh tình tứ tại sự kiện sau khi công khai chia tay. Không chỉ đi sự kiện chung, Huỳnh Anh và Hoàng Anh còn ngồi cùng bàn, thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ quan tâm thân thiết như vẫn đang yêu nhau. Hành động này của Huỳnh Anh và Hoàng Anh đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng đâu là câu chuyện thật sự của cặp đôi này. Sự cao thượng sau chia tay từ sự tôn trọng người cũ hay lại là một chiêu trò mới của nghệ sĩ hâm nóng tên tuổi? Một cặp đôi sau khi chia tay vẫn xuất hiện kín các trang báo cùng những hình ảnh thân mật là Hà Hồ và Cường Đô La. Dù không còn sống chung một nhà nhưng khi nhắc về nhau, cả hai vẫn luôn dành cho đối phương sự tôn trọng. Họ vẫn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và dành nhiều cử chỉ thân mật cho nhau. Hồ Ngọc Hà chia sẻ thẳng thắn, cô và Cường Đô La vẫn có thể ngủ chung giường để su beo được ngon nhất nếu con yêu cầu. Khán giả cũng bất ngờ khi Hồ Ngọc Hà công khai bức ảnh thân thiết cùng chồng cũ, khi cùng hội bạn đi ăn đêm hay cùng nhau đi ăn tối lãng mạn với su beo như một mái ấm hạnh phúc ngày quốc tế thiếu nhi. Sau mỗi lần xuất hiện tình tứ hậu chia tay, hình ảnh Hà Hồ và Cường Đô La ngập các trang báo, cùng hàng loạt các nghi vấn cho mối quan hệ phức tạp này. Cũng có thể vì thế, tên tuổi của Hồ Học Hà và Cường Đô La chưa bao giờ hạ nhiệt trong làng sao, đang bão hòa nhiều tên tuổi. Ai đã tiếp tay cho nghệ sĩ Việt thản nhiên chơi đùa với scandal? Nhìn từ câu chuyện phải uống nhiều thuốc đến mức hôn mê của top Big Bang trước áp lực dư luận, mới thấy nhiều nghệ sĩ Việt từng được dung túng như thế nào. Thản nhiên, thậm chí thách thức xã hội, phải kể đến trường hợp của Minh Béo. Sau khi mãn hạn 9 tháng tù vì tội tình dục liên quan đến trẻ em tại Mỹ, Minh Béo trở về Việt Nam vào ngày 22 tháng 12. Thay vì ăn năn hối cải, Minh Béo tỏ ra bình thản, thậm chí còn trở về như một ngôi sao. Những ngày sau đó, bất chấp khuyến cáo từ cơ quan chức năng, Minh Béo tiếp tục hoạt động nghề nghiệp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn tổ chức tuyển sinh và mới đây diễn kịch vào đúng ngày Tết Thiếu Nhi 1 tháng 6. Từng là nghệ sĩ hài khá được yêu thích ở phía Bắc, nhưng sau khi bị tuyên án 2 năm tù vì tội tàn trữ trái phép chất ma túy vào năm 2007, rồi sau đó liên tiếp dính bê bối về đời tư, cuộc sống hôn nhân, Đức Hiệp, nghệ danh Hiệp Gà đã tự đánh mất hình ảnh. Sau khi ra tù, nam danh hài nhanh chóng trở lại với nghề diễn. Sau những cuộc hôn nhân thất bại, thời gian gần đây, Đức Hiệp chủ yếu diễn ở các tỉnh và đóng phim lẻ.
Vĩnh Thụy từng là người mẫu diễn viên tham gia khá nhiều sự kiện, chương trình nhờ lợi thế về ngoại hình gương mặt điển trai. Tháng 4, 2012, nam người mẫu bị tuyên phạt 6 tháng tù treo và phải chịu sự quản thúc trong 1 năm kể từ ngày hết hạn tù về tội kinh doanh trái phép. Sau ồn ào này, Vĩnh Thụy tham gia bộ phim Truy Sát cùng Trương Ngọc Ánh, đảm nhận vai trò hot trong The Face mùa đầu. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Vĩnh Thụy và nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh được dư luận và truyền thông quan tâm. Thời gian gần đây, cụ người mẫu Trang Trần khiến dư luận bức xúc khi có những lời nói tục tiểu dành cho nghệ sĩ Xuân Hương. Bản thân Trang Trần thời gian trước cũng từng nhiều lần tranh cãi vì lối hành xử được cho là thiếu văn minh. Cụ thể, đầu năm 2015, cô bị tạm giam 4 ngày vì tội danh lăng mạ và chống người thi hành công vụ. Khi bị công an Hàng Buồm Hà Nội bắt giữ, cụ người mẫu đang trong tình trạng say xỉn và liên tục lăng mạ, thậm chí tát một đồng chí tự quản. Trang Trần bị xử 9 tháng tù giam nhưng được hưởng án treo vì khi đó cụ người mẫu đang có thai. Sau đó không lâu, Trang Trần tuyên bố rời khỏi showbiz, tập trung cho công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cô vẫn xuất hiện trong một số chương trình sự kiện. Trang cá nhân của Trang Trần vẫn thu hút rất đông số lượng người theo dõi. Tuy không phạm tội theo quy định của pháp luật, nhưng vụ việc của Hoàng Thùy Linh cũng gây tranh cãi một thời gian dài. Năm 2007, nữ diễn viên rất nổi tiếng và được yêu thích nhờ vai diễn Vàng Anh trong Sáng, xinh đẹp trong bộ phim dành cho chủ tin Nhật ký Vàng Anh. Thế nhưng, giữa lúc bộ phim đang lên sóng và gây chú ý, Hoàng Thùy Linh lại vướng phải scandal độ lip sex với bạn trai, làm sụp đổ hoàn toàn hình ảnh trong sáng của nhân vật Vàng Anh. Scandal xảy ra vào thời điểm đó gây sốc dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Hoàng Thùy Linh. Sau nhiều năm hoạt động thư thớt, Hoàng Thùy Linh chính thức trở lại giải trí với tư cách ca sĩ. Từ đó đến nay, Hoàng Thùy Linh vẫn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và tham gia một số dự án phim điện ảnh. Hoàng Thùy Linh còn được dư luận khen tặng là biểu tượng nữ ca sĩ sexy, gợi cảm ở V-pop. Chia sẻ trước vụ việc ca sĩ top của ban nhạc Big Bang Hàn Quốc phải uống thuốc đến mức rơi vào hôn mê sau khi sức ép dư luận quá lớn, ca sĩ Lưu Hương Giang đã bày tỏ quan điểm: Hàn Quốc thực sự là khắc nghiệt, nhưng khán giả Việt Nam thì lại quá dễ dãi với scandal của nghệ sĩ. Bà xã Hồ Hoài Anh không ngại liên hệ với showbiz Việt, với nhiều nghệ sĩ phạm lỗi nhưng vẫn chơi ra làm nghề, rồi lại thành mạnh mẽ vượt qua dư luận. Ca sĩ Thu Thủy lên tiếng về vụ Hoàng Oanh chia tay Huỳnh Anh. Đàn chị thân thiết còn thẳng thắn nhận xét về con người của Hoàng Oanh. Nhiều người cho rằng họ cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu khi hay tin cặp đôi Hoàng Oanh và Huỳnh Anh đường ai nấy đi. Quả thật, cách yêu nhẹ nhàng sâu sắc gắn bó suốt 3 năm qua của cả hai đã khiến không ít người phải ganh tị và ngưỡng mộ. Ca sĩ Thu Thủy cũng vậy. Mới đây nhất, bà mẹ một con bất ngờ đăng tải dòng status nói về mối quan hệ của Hoàng Anh và Huỳnh Anh dưới góc nhìn của một người đàn chị thân thiết. Thu Thủy còn tiết lộ cô từng cảnh báo Hoàng Anh về cột mốc dễ khiến chuyện tình cảm gặp phải trắc trở. Con người thật của Hoàng Anh cũng được Thu Thủy miêu tả với những lời lẽ đầy thiện cảm. Anh ơi, em còn nhớ lời chị khi chị gặp em và Huỳnh Anh không? Thấy hai đứa lúc nào cũng dính nhau, làm chị phải ganh tị luôn. Chị ngưỡng mộ tình cảm hai em, ngoài với kinh nghiệm thâm niên của chị cũng cảnh báo cột mốc cho hai đứa 3 năm, 5 năm, 7 năm, 11 năm, 13 năm, 17 năm. Nếu vượt qua được, tụi em sẽ ở bên nhau tiếp tục yêu và chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Em còn nói với chị là em cũng sợ và cố gắng giữ gìn, vun đắp tình cảm này. Mấy hôm nay chị vẫn luôn theo dõi chuyện của em, và hôm nay nghe được những lời tâm sự trải lòng về chuyện tình cảm của hai đứa, chị ủng hộ em về quyết định này. Khi một người đàn ông họ bỏ rơi trong lúc mình cần nhất vượt qua nhiều thử thách mà họ vẫn không thể ở bên cạnh mình, thì lúc đó duyên phận xem như đã hết rồi. Em may mắn vì chỉ mới 3 năm, hai đứa đã trả hết nợ cho kiếp này rồi. Em là một cô gái xinh đẹp, thông minh, có tấm lòng nhân hậu và luôn yêu chân thành. Chị chúc em luôn thật mạnh mẽ để vượt qua. Khóc nhiều rồi, giờ thì bắt tay tạo cho mình cuộc sống thêm ý nghĩa, lo cho ba mẹ và hai em của mình nữa em nhé. Bản thân chị cũng đã từng giống như em, mình cứ sống đúng, sống chân thành với những người xứng đáng được nhận những điều đó mới thấy ý nghĩa em à. Nhớ lên lịch rủ chị để chị có thể góp mặt giúp em lấp đầy khoảng trống của em nha. Thương em, người con gái hiếm trong showbiz. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, MC Phan Anh, ca sĩ Võ Hà Trâm cùng nhiều bạn bè gửi lời động viên, mong Hoàng Anh sớm cân bằng lại cuộc sống, lấy lại tinh thần sau cú sốc tình cảm.